Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo con AB125 là một phun nồi Thái bên độ xe Việt Nam, làm xong bầu quá giòn quá đã ha, dính ga là bay liền. Rồi chào anh em AB125, em review cho anh em tham khảo quá trình em bảo dưỡng cái nồi Thái. Cái xe này thì nó đang bị rung đầu nha, em bảo dưỡng full nồi Thái luôn, chạy cho nó nhẹ, xe bốc và hết tình trạng rung đầu cho anh em. Thì cái nồi cũ cho anh em coi sơ qua để cho anh em nắm quần cái nồi cũ ha. Cái nồi cũ thì nó ăn không đều cái nồi ha, cái chuông thì ăn mặt trong mặt ngoài không ăn, sọc chuông rất nhiều ha đó. Và phần cái bộ bố nè, bố ăn cũng không đều, ăn có một chõm một ha đó, bị mòn chai bố lì bố nha. Và phần cặp nhôm nồi, cặp nhôm nồi thì nó bị mòn lõm xuống đây, không còn cái độ phẳng ha đó. Cái bộ bi, bi thì nó mòn góc, không còn độ tròn ha. Và kẹp trượt này nó mòn hả miệng lớn nè đó. Thì cái lọc gió thì nó quá dơ rồi, em thay lọc gió mới thay luôn, lọc gió Vinh Thái nè đó. Nguyên combo thì em đi là chiếc combo full là nguyên bộ nồi sau và nồi trước nha. Nồi sau sẽ gồm có nguyên cái chuông nồi như thế này, trắng đẹp không mấy cho anh em luôn. Đi kèm với chiếc combo full là nguyên combo Thái nha, 1, 2, 3 đó, nguyên combo Thái mới chăm chăm ha. Và phần bi thì em dùng bi Bando Nhật nha, bi Bando Nhật chiếc xe này đó, kẹp trượt nồi Vinh Thái, ba trượt nồi mới nha. Và phần nồi trước đi cặp nhôm nồi như thế này, trắng đẹp không mấy, là cái xe này nó nguyên nha đó. Anh em AB 125 mà muốn bảo dưỡng nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm nồi, làm máy AB chạy bốc nhẹ bền, đặc biệt là chống tình trạng bị rung đầu cho nên khi anh em làm nồi nha. Rồi em chào anh em. Rồi chào anh em AB 125, review cho anh em tham khảo quá trình bảo dưỡng nồi nha. Đầu tiên cho phần cái combo ba càng vô phần cái bộ bu ly nồi sau ha, tiến hành là bắn cái tán nồi sau luôn. Rồi tiến hành là khu bịch bi Bando Nhật cho phần cái bộ chén bi nha, combo nó gồm có là 6 bi ha, 6 bi Bando. Anh em lưu ý là lắp đúng chiều ha, chiều đích thì nằm dưới nha, đánh lại khỏi mòn bi của anh em. Em đi của mình đi zin nha, zin 6 bi ha, không có đi lẻ 3 bi 4 bi ha, đi đúng 6 bi cho chủ xe luôn. Đó, combo gồm có là 6 bi và 3 trượt nồi và zin Thái. Rồi, bây giờ tiến hành cho phần kẹp trượt nồi Vinh Thái cho tấm bên nồi nha, gồm 3 trượt nồi mới ha. Rồi, tiến hành cho phần cái tấm bên nồi cho phần cái bộ chén bi nồi trước ha, và tới phần ác nồi nha. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ cốt nồi trước và khu đưa dây bên nô vô hằng ha. Đó, dây thì nó có hai chiều, anh em để cái chiều chữ nằm ngoài nha, chiều chữ nằm ngoài. Đó. Rồi, tới phần cánh mặt nồi, tới phần cái lồng đền dày nồi trước và tới phần cái bộ tán nồi trước nha anh em. Rồi tiến hành cho phần cái bộ bu ly nồi sau vô đó, em đi combo full nguyên combo Thái nha. Rồi tới phần cái bộ chuông nồi sau, tới lồng đền mỏng nồi sau và tới tán nồi sau nha anh em. Tiến hành bắn cái nồi trước, bắn cái nồi sau luôn, sau đó ụp lốc nồi và test thử để cho anh em cảm nhận có bình cái bộ nồi Thái nha, chạy nhẹ bốc, chống tình trạng bị tuột nồi, bị rung đầu ha. Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo con AB125 là một phun nồi Thái bên độ xe Việt Nam, làm xong bầu quá giòn quá đã ha, dính ga là bay liền, không bị tình trạng bị rung đầu tuột nồi nha. Đó, anh em mà chạy bị lì ga rung đầu thì ghép anh em, em làm xong là bao cho anh em chạy nhẹ xe bốc ha, quá sướng luôn đó. Dính nhẹ vài cái ga là bao giọt liền đó, rất nhẹ xe rất sướng nha đó, chạy nhẹ tên luôn. Kéo thử vài đường để cho anh em cảm nhận lên nhà thì mày quá đã. Combo đi full của nồi Thái, xe nhẹ và lướt xe nha, chứ không bị nhẹ gần xe ha. Nhiều anh em đi cái nồi độ chạy nó rống xe gần xe mà không lướt nha. Đó, em làm cái bộ nồi Vinh Thái nè, chạy bốc nhẹ bền ha. Đó, quá sướng luôn, hết 100% tình trạng rung đầu nha. Anh em bị rung đầu qua em chỉ một phát một là hết luôn, vừa nhẹ xe vừa hết rung đầu đó. Bảo hành cho anh em lâu dài để cho anh em chạy nha. Bên em thì chuyên của mình bộ Thái dòng AB 125 và cho 50 nha, chạy bốc nhẹ bên, làm xong sẽ có hóa đơn hóa đầy đủ. Rồi em cảm ơn anh trai AB rất nhiều, chào anh em.